Rồi anh chị em nào mình lên đơn nha, mình lên đơn á thì mình đặt ngay cái mã giùm cho em đó là tinh dầu Dubai nha, tinh dầu kèm số điện thoại là sẽ có đơn cả nhà ơi. Và hôm nay ở trên tay của mình đang là một cái mẫu này, đây là gọi là cái nước cái tinh dầu nha cả nhà, tinh dầu nước hoa Dubai Phượng Hoàng đỏ nha cả nhà ơi. Và cái mùi của nó thì nó sexy ma vị vô cùng luôn, ai ai hầu như là nếu như mà bây giờ mà nói về cái tinh dầu này á là hầu như ai cũng biết hết á, giới thượng lưu nè, giới ca sĩ diễn viên người mẫu hầu như là người ta chuộng cái mẫu này lắm luôn. Đây là nó tinh dầu chứ không phải là nước hoa cả nhà ơi đó. Và khi mà nếu như mà bình thường á với cái nước hoa mà chúng ta đang xài, nếu mà Phương á hầu như là nước hoa nào Phương cũng đã xài qua rồi, 2 triệu 3 triệu 5 triệu 10 triệu thì Phương chắc chắn rằng với mọi người cái độ lưu hương của nó là 8 tiếng là còn thôi. Nhưng mà ngày hôm nay với một cái chai nước hoa tinh dầu, với một cái chai tinh dầu này nè, nó xịn sò vô cùng luôn. Một phương bao cho mọi người á, mọi người về mọi người sẽ mở ra nè, cái này là tinh dầu nha, nó cô đặc, nó làm á gọi là tất cả những cái ở bên này nó đúng chất đúng đông luôn cả nhà. Cả nhà nhìn nè, cái thứ nhất đó là cái mẫu mã của nó, cái thứ hai cái guarantee, cái thứ ba nó là cái hộ của nó nè cả nhà. Đây là cái hộp nha, khi mà mình về hàng mình mua hàng về đó nhớ mở ra kiểm tra cái hộp đúng xịn sò như thế này nha, đúng hàng full hộp, đúng hàng có mã code rồi này nọ thì mọi người mới nhận nha, còn không thì mọi người cứ trả lại giùm em nha, không có tốn tiền ha, không có tốn tiền, không có gì hết. Đây đây là cái mặt trước của nó và cái này là cái mặt sau nha cả nhà, có địa chỉ này, có mã code đàng hoàng hết và giá hiện tại mình đang niêm yết là 350.000 đồng, có mã code nè, có đầy đủ hết nha, mã vạch rồi đầy đủ hết đó. Và bên trong cái hộp của nó nè, hộp của nó thì nó vô cùng xịn sò luôn. Cái hộp đó, khi mà chúng ta mở ra như thế này thì ở bên trong nó sẽ có cho mình nó là một cái shopee như thế này để làm gì, để giúp cho chúng ta gửi những cái hàng này nè, người thân ở nước ngoài người ta mua nhiều lắm, chúng ta có thể là gửi tặng nước người thân của ta chúng ta ở nước ngoài đó, hoặc là chúng ta có thể là ship đi toàn quốc, ở Hà Nội gửi vô viện Sài Gòn, Sài Gòn gửi đi Hà Nội Đà Nẵng này nọ vân vân, không có bị lo bị vỡ nha. Và khi mà lấy ra thì chúng ta sẽ có một cái chai nước hoa, cái chai tinh dầu, cái này là tinh dầu nha cả nhà, cứ quen gọi là nước hoa hoài à. Trời cái này là tinh dầu Phượng Hoàng Gold, Phượng Hoàng đỏ nha. Và cái mùi của nó là sexy ma vị vô cùng luôn. Cái hộp của nó này cả nhà chỉ cần để lại là nó có 500 hết luôn nè. Đó, nghe được không ạ? Nổi cái hộp không thôi, với lại cái chai không thôi là chúng ta đã thấy đủ đồng tiền rồi đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay, cái sản phẩm ở bên trong của nó còn xịn sò hơn rất là nhiều lần nữa. Khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ có những cái giọt tinh dầu như thế này. Và những cái giọt này nó sẽ có những cái mùi gọi là mùi oải hương kết hợp với lại cái gỗ vani á. Nó rất là cô đặc cả nhà ơi. Mua đúng hàng nha, mua đúng hàng thì chúng ta nè, chúng ta sẽ về chúng ta sẽ đổ ra những cái vùng gọi là cái da tay nè, hoặc là những cái vùng sau gáy, hoặc là những cái vùng nhạy cảm của chị em đó, thì nó gọi là sexy ma vị và nói chung là gọi là thu hút đàn ông vô cùng luôn. Mấy cái loại gọi là nước hoa vùng kín này nọ thì nó là thua hết cả nhà ơi, không có bằng cái chai gọi là cái chai tinh dầu như thế này đó. Và nếu như mà ngày hôm nay ai đang xài gọi là nước hoa vùng kín này nọ thì chúng ta mau chóng chúng ta thay cái chai tinh dầu này đi, nó thề với mọi người là nó hay lắm đó cả nhà, nó nói chung là rất là thu hút đó. Và một cái chai như thế này nó sẽ có ba công dụng chính. Thứ nhất là chúng ta có thể là mua về chúng ta thay gọi là dùng thay nước hoa đó cả nhà. Nước hoa hồi nãy Phương nói rồi, cái loại mà gọi là đắt tiền nhất luôn á, khoảng 10 mười mấy triệu thì nó cũng khoảng lưu hương khoảng 8 tiếng đồng hồ là vô là nhiều nhất. Nhưng mà ngày hôm nay đối với cái chai tinh dầu như thế này, nó có thể dùng thay nước hoa và nó lưu hương từ khoảng 12 tiếng đến 24 tiếng tùy cơ địa của mỗi người. Đó, đó là độ lưu hương của nó là vô cùng tuyệt vời để thay nước hoa nha. Chúng ta về chúng ta xoa tại những cái vòng tay, hoặc là chúng ta xoa vòng gáy, hoặc là chúng ta xoa những cái vùng gọi là nhạy cảm, hoặc là vùng nào muốn thơm thì cứ xoa nha. Đó. Rồi cái thứ hai nữa đó là chúng ta có thể là vẫy trên quần áo, nếu như mà quần áo của mình mà chưa giặt á thì 2-3 ngày nó vẫn thơm thơm phất thơm lẫn luôn á cả nhà ơi. Ôi trời ơi, đồ áo của Phương là hầu như là trên cái tủ của Phương không bao giờ thiếu cái chai này. Và cái thứ ba nữa là nó có sẽ có tác dụng ở trên xe hơi nha cả nhà. Trên xe hơi, nếu như mà ngày hôm nay trên cái xe hơi của chúng ta mà có một cái lọ tinh dầu như thế này mà đặt mở ra, nói chung là gọi là nó thơm cả cái xe luôn cả nhà, thơm rất là thơm luôn. Và với một cái chai như thế này chúng ta có thể là dùng từ 6 tháng tới 8 tháng, Phương bao cho mọi người từ 6 tháng tới 8 tháng nha. Bình thường tất cả các anh chị em nói hay nói là ồ về dùng cả năm luôn á, không hết, nhưng mà cái đó là người ta dùng ít, chứ còn nếu mà dùng thường xuyên thì Phương bao cho mọi người là khoảng nửa năm là ok. Rồi, đó là cái 6 tháng 8. Còn cái độ lưu hương của nó là từ 12 tiếng đến 24 tiếng đồng hồ là vô tư luôn nha. Rồi, ok đó. Thì anh chị em, rồi Phương đã số điện thoại quá trời luôn. Anh chị em nào mình chốt đơn, mình nhanh chóng mình để lại số điện thoại liền giùm em một cái nha. Để lại số điện thoại là sẽ có đơn nha cả nhà. Comment giùm cho bên Phương ở dưới này, đó là gọi là tinh dầu, tinh dầu kèm kèm số điện thoại, sẽ đem một dòng comment là sẽ có đơn nha cả nhà ơi. Tinh dầu kèm số điện thoại nha. Đó, rồi em. Rồi anh chị coi lại cái mẫu mã giùm em một cái nha. Thứ nhất đó là khi mà mình về đó, ở bên Phương là Phương Bắc Phụ Kiện, mọi người thấy mà, Phương Bắc Phụ Kiện nè.
ở bên phương Bắc phụ kiện, mọi người thấy rõ không? Phân phối sỉ phụ kiện điện thoại đồ chơi hot trend, và đây là một trong những cái mẫu gọi là hot trend nhất bây giờ nè, nên bên phương mới có. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ có luôn cái số điện thoại gọi là 0965151515 để mà mình mua hàng. Anh chị em nào mà mình ngại để số điện thoại dưới này, hoặc là mình chưa có mua kịp, thì mình thấy cái livestream này chỉ có livestream này duy nhất thôi nha, thì mình mới để cái giá này. Cái chai này á là Phương đang bán nè, mọi người xem giùm cho Phương nha. Hàng full mã nha cả nhà. Full mã này made in Dubai nha, mặt trước nè, ở bên trong hộp nè. Hộp của nó là hộp 500 luôn, rất là xịn sò nha. Hộp 500 luôn. Và cái mặt sau của nó, đây là nó có mã vạch nè, đây là mã vạch, đây là mã code, mọi người check hết giùm Phương. Giá niêm yết của bên Phương nó là 350.000 đồng. Và ngày hôm nay tại cái livestream này thôi, Phương để cho mọi người với mức giá gọi là trải nghiệm nha cả nhà. Mức giá trải nghiệm với mức giá gọi là 199.000 đồng. 199.000 đồng không có nơi nào mà có được hết đó cả nhà ơi. Và nếu mà có được những cái sản phẩm xịn sò như thế này, ở ngoài thị trường á, người ta đó là bên Phương bán thôi là 350. Ở ngoài thị trường có nơi nó bán gọi là 300 380, hoặc là có nơi 500, có nơi 700 và có nơi 1 triệu, 1 triệu mấy cũng có cả nhà. Và đúng cái hàng này chứ không có khác hàng nào hết. Có những cái nơi là được không đúng hàng luôn đó cả nhà ơi. Và ngày hôm nay sản phẩm đúng hàng như thế này, Phương để cho mọi người với mức giá trải nghiệm là 199.000 đồng. Với điều kiện mọi người chia sẻ giùm Phương cái livestream này nha, chia sẻ giùm đó. Và cái thứ hai, mọi người comment đúng cú pháp đó là tên dầu kèm số điện thoại là sẽ có đơn nha cả nhà. Giá thì chỉ có 199.000 đồng là giá trải nghiệm. Mọi người mua mua xong rồi chúng ta thấy ok quá thì chúng ta nhớ chia sẻ giùm cho đồng nghiệp, chia sẻ giùm cho anh chị em ha. Cái mùi này thì nam nữ đều xài được hết đó cả nhà đó. Mình mua nước hoa thì mình còn ngại là nam xài mùi nào, nữ xài mùi nào. Còn cái tinh dầu nó rất là đặc biệt luôn. Tinh dầu thì nó thơm, nó nhẹ nhàng chứ nó không có nồng nàn giống như là nước hoa nha, nên nam nữ xài rồi ok hết, người lớn người trẻ thì xài được ok hết. Và mọi người nhớ giùm mình cái mẫu mã như thế này. Mua hàng mình được kiểm tra anh ơi. Dạ đúng rồi, mua hàng mình được kiểm tra, mình được kiểm tra hàng. Và khi mình mở ra, mình nhớ coi giùm em, nó là cái thứ nhất là cái sản phẩm là nó bên trong nó như thế này. Ở đằng trước của nó là cái này, cái hộp. Đó, cái hộp này là cái hộp 500 luôn. Hộp này thì vô cùng mắc luôn nha cả nhà. Mắc lắm. Nó có hộp với lại cái chai không là nó đủ tiền rồi cả nhà. Hộp nè. Đó, và đằng sau của nó là nó có mã vạch nha. Mã vạch, mã code đầy đủ và có thông tin đầy đủ hết nha cả nhà ơi. Cả nhà coi nè. Và mình nhớ kiểm tra hàng đầy đủ. 199.000 đồng chỉ có tại livestream này thôi. Mọi người cần lên đơn nhanh giùm em một cái nha. Rồi, giá cú pháp như thế nào? Cú pháp là tinh dầu kèm số điện thoại là sẽ có đơn cả nhà ơi. Rồi, em đang live trên rất là nhiều máy nên không có thể là chốt đơn hết. Nên ngày hôm nay anh chị em nào mà mình đã may mắn mình thấy được cái livestream này, mình vui lòng mình comment nhanh nha. Comment nhanh giùm em tinh dầu kèm số điện thoại sẽ có đơn nha cả nhà ơi. Sẽ có đơn với mức giá gọi là 199.000 đồng. Chắc chắn là không có nơi nào có được hết. Đó. Và nếu như mà ngày hôm nay có những cái dịp lễ, dịp lộc, hoặc là những cái dịp mà chúng ta hẹn hò, hoặc là ví dụ mà chúng ta tặng quà cho người yêu, hoặc là tặng quà cho ba, cho mẹ, hoặc là cho người, nói chung là người thân của mình, thì Phương nghĩ đây là một cái món quà. Hoặc là sắp tới mình có thể là tặng quà cho thầy cô giáo này nọ đó, thì Phương nghĩ đây là một cái món quà gọi là giá trị nhất đó, tri ân giá trị nhất luôn nha. Và nhớ giùm Phương là bên Phương là Phương Bắc phụ kiện đó. Nếu như mà ngày hôm nay chúng ta không mua được cái hàng mà chúng ta không có săn liền, hoặc là chúng ta ngại để số điện thoại, thì chúng ta nhanh chóng liên hệ giùm em 0965151515 nha. Ở bên Phương Bắc phụ kiện là sẽ có người gọi điện nhanh tới cho mình để mà chốt đơn liền nha cả nhà ơi. Nhớ mua về được kiểm tra hàng đàng hoàng đó, hộp mặt trước, hộp mặt sau đó, có mã code, mã vạch đầy đủ hết. Mở bên trong dùm cho Phương. Ở bên trong nó sẽ có là cho mình một cái lớp Shopee như thế này. Anh chị em cứ an tâm mà mình mua cái sản phẩm, xong rồi mình đi tặng qua nước ngoài, hoặc là mình đi tặng vào toàn quốc là nó ok hết các cả nhà. Và bên trong có một cái chai xịn sò như thế này luôn. Đúng hàng nha. Đúng hàng thì nó mới lưu hương cho mình đó là từ 12 đến 24 tiếng. Còn nếu như mà hàng phay á, là người ta đã pha rồi. Pha rồi thì sẽ không có những cái độ lưu hương nó cao nha. Đó. Và một cái chai như thế này nó giữ hương cho mình là từ 12 đến 24 tiếng cả nhà ơi. Và mình có thể là dùng từ 6 tháng cho tới 8 tháng là ok. Mình có thể dùng thay nước hoa, mình có thể là dùng để mà vải lên áo, hoặc là có chỗ dùng để trên xe hơi. Nhanh tay lên đơn nha cả nhà. Lên đơn giùm em đi. Tinh dầu kèm số điện thoại, tinh dầu kèm số điện thoại 199.000 đồng sẽ có đơn nha. Ngày hôm nay 199.000 đồng là giá trải nghiệm. Wow, ai ạ? Phương thấy comment quá trời nhưng mà Phương không có chết được nha. Do ngày hôm nay Phương đang like trên rất là nhiều máy luôn. Cả nhà nhanh tay để lại số điện thoại kèm cái mã là